có thể nói là hội nhập, chiến lược hội nhập của Việt Nam đã được Đảng và Nhà nước và sự để tạo ra những cái nền tảng rất quan trọng phục vụ cho không chỉ sự nghiệp về hội nhập nói riêng mà cái phát triển bền vững của đất nước gắn với lại công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Và như tất cả chúng ta đều biết thì cùng với nó đi cùng với cái công cuộc đổi mới của đất nước thì hội nhập của Việt Nam đã trải qua rất nhiều giai đoạn và đã mang lại những cái thành quả và những cái nền tảng vô cùng quan trọng cho cái sự nghiệp xây dựng phát triển của đất nước, cũng như tôi vừa nói ở trên cái sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Và cái quan trọng là nó giúp cho chúng ta tiếp tục củng cố vị trí thế đứng của mình để đảm bảo cho cái quá trình hội nhập của chúng ta thành công, để chúng ta ngày càng có uy tín và được trên trường quốc tế và để thực hiện thành công những chiến lược phát triển của đất nước.